Uống nước chanh kiểu này hại hơn uống thuốc độc, cấm uống kẻo rước họa vào thân. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, vào mùa hè oi bức, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng chỉ muốn uống một cốc nước để giải nhiệt, làm dịu mát trong ngày hè nóng bức bằng những thứ nước uống mát lạnh, và nước chanh là một trong những lựa chọn cực kỳ hợp lý. Chúng ta chọn nước chanh vì nó vừa rẻ lại còn dễ pha chế, đơn giản, gọn. Nhưng chúng ta hầu như ai cũng đang mắc phải một sai lầm rất là lớn khi uống loại nước này. Nước chanh rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu uống nước chanh sai cách thì nó lại có thể mang đến những hậu quả khôn lường, trở thành con dao hai lưỡi, thậm chí có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Dưới đây, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những sai lầm uống nước chanh cực kỳ nguy hiểm nên tránh xa, kẻo rước họa vào thân. Xin mời quý vị, các bạn cùng chú ý theo dõi. Việt Nam nổi tiếng với rất nhiều loại nước giải khát rất thơm ngon như nước sấu, nước me, nước mía. Những thứ nước quốc dân được hầu hết các gia đình yêu mến thì phải nhắc đến nước chanh, loại nước ngon lành, bổ dưỡng mà lại dễ pha chế. Chanh là một loại quả ít calo, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa nên đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, không chỉ giảm cân mà còn làm đẹp da, giải độc gan hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Viện Ung thư Anh cho thấy rằng trong một quả chanh có chứa khoảng 22 chất chống ung thư có khả năng ngăn cản các tế bào ung thư vú, đại tràng, phổi. Nước chanh rất tốt cho sức khỏe bởi có nhiều đặc tính như đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và xây dựng miễn dịch. Nó cũng sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch và chống nhiễm trùng do hàm lượng bioflavonoid hay acid citric, magie, canxi và vitamin cao. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc sai lầm căn bản khi pha chế loại đồ uống này gây hại cho sức khỏe. Những sai lầm nhiều người mắc phải khi uống nước chanh. 1. Đang đói bụng mà uống nước chanh. Chanh là một loại quả giàu axit. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tuyệt đối không nên dùng khi bụng rỗng. Uống nước chanh lúc đói sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, có thể bào mòn tế bào niêm mạc ngoài cùng của dạ dày. Thời điểm tốt nhất để uống nước chanh là sau khi ăn no khoảng 30 phút. Ngoài ra, người mắc bệnh dạ dày cũng không nên sử dụng nhiều loại nước này vì có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng của bệnh. Đặc biệt, người thường bị trào ngược, ợ chua cũng không nên uống để tránh làm tổn thương cơ thể. 2. Uống quá nhiều nước chanh. Nước chanh nổi tiếng với lợi ích ngăn ngừa mất nước, hỗ trợ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, thứ gì lạm dụng cũng không tốt. Việc uống quá nhiều nước chanh có thể khiến bạn phải đối mặt với rất nhiều rắc rối sau, làm hỏng men răng. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, vì chanh có tính axit cao nên việc tiếp xúc thường xuyên có thể làm mòn men răng của bạn. Để làm giảm sự tác động này, bạn có thể uống chúng bằng ống hút. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đánh răng ngay sau khi uống nước chanh. Uống quá nhiều nước chanh có thể làm khó chịu dạ dày của bạn. Theo Medical News Today, sử dụng quá nhiều nước có thể làm trầm trọng thêm các bệnh dạ dày thông thường như bệnh trào ngược dạ dày, thực quản và trào ngược axit, có thể làm trầm trọng thêm bệnh đau nửa đầu. Theo nhà thần kinh học Rebecca Charles, trả lời trên tờ Health vào năm 2015, các loại trái cây như chanh có thể là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu và đau đầu. Mối liên hệ này có thể là do chanh chứa nhiều các tiramin, một loại monamin tự nhiên thường gây đau đầu. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi pha nước chanh nhất định phải pha loãng, một lát chanh nguyên vỏ có thể pha đến 3-4 cốc nước. Nước chanh dù tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá 2 cốc trên một ngày. 3. Pha chanh với nước quá nóng. Chanh nếu được pha cùng với nước quá nóng có thể làm cho các enzyme có lợi trong chanh bị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. Tốt nhất chúng ta chỉ nên pha chanh cùng loại nước ấm vừa đủ để giữ trọn vẹn dinh dưỡng và không làm hại dạ dày. Bạn chỉ nên pha chanh với nước ấm vừa đủ bằng với thân nhiệt của cơ thể mới có tác dụng giảm mỡ, không ảnh hưởng đến dạ dày. 4. Uống nước chanh khi loét miệng. Uống nước chanh trong khi bị loét miệng, nhiệt miệng là một hình thức làm vết thương thêm nghiêm trọng. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, vết loét miệng sẽ thường lành sau 1-2 tuần. Cần hạn chế uống nước chanh trong thời điểm này. Tính axit cao trong chanh có thể kích thích bệnh nặng hơn dù vết loét miệng rất bé. 5. Uống nước chanh ngay sau khi ngủ dậy. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học,
Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Y Hà Nội. Việc uống một cốc nước chanh ấm, chanh mật ong sau khi ngủ dậy là một thói quen tốt, giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cho cơ thể thải độc kịp thời. Tuy nhiên, khi mới ngủ dậy, độ nhớp máu tăng cao, đồng thời bụng đang rỗng, mọi người nên uống một cốc nước ấm để làm loãng độ nhớp của máu, ăn uống nhẹ nhàng sau đó mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong. 6. Dùng nước chanh nguyên chất trị mụn. Nhiều người có thói quen lấy nước chanh nguyên chất chấm lên trên da để trị mụn, làm trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, lượng axit đậm đặc trong nước cốt chanh sẽ làm cho da bị bỏng rát, nước mụn sưng tấy thêm. Việc đó lâu dần sẽ dẫn bạn đến bác sĩ da liễu ngay lập tức chỉ để trị các dị ứng mà nước chanh gây ra trên khuôn mặt của bạn. 7. Uống nước chanh giải rượu. Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày. Thêm nữa, các ma men thường rất dễ ngủ trong lúc say, nếu như cho uống nước chanh gây nôn trong lúc ngủ có thể khiến cho dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu như không được sơ, cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho mọi người say, uống các đồ uống có đường như mật ong, muối, nước canh hay sữa. 8. Uống nước chanh mà không có ống hút. Hãy nhớ, nước chanh vốn dĩ chứa rất nhiều axit nên có thể làm hỏng men răng nếu như bạn uống trực tiếp. Thậm chí có thể khiến bạn dễ bị sâu răng hay răng bị nhạy cảm hơn. Mỗi người chỉ nên uống nước chanh khi có ống hút để làm tránh hỏng men răng. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống 2 cốc nước chanh. Buổi sáng nên uống nước chanh mật ong ấm để đảm bảo sức khỏe. 9. Đau dạ dày không được uống nước chanh. Nhiều người quan niệm người nào đau dạ dày thì không thể uống nước chanh bởi vì tính axit quá mạnh, có thể kích thích dạ dày, axit dạ dày quá nhiều thì không tốt. Nhưng trên thực tế, ngâm một lát chanh trong một bình nước lớn, vị chanh lúc này rất nhạt, về cơ bản không gây hại cho dạ dày. 10. Uống nước cốt chanh đậm đặc. Nhiều người có thói quen uống nước cốt chanh đậm hơn là pha loãng cùng với nước vì nghĩ rằng sẽ làm mất đi các chất vitamin có trong nước chanh. Tuy nhiên, đây là việc làm hết sức nguy hiểm cho sức khỏe. Lợi đâu chưa thấy mà đã thấy thủng bao tử, rối loạn đường tiêu hóa rồi. Một số chất trong nước chanh có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề về răng miệng như sâu răng và ăn mòn. Để giảm thiểu nguy cơ về răng lợi cũng như các vấn đề về đường ruột, chúng ta chỉ nên uống nước cốt chanh khi pha loãng với các loại dung dịch khác hoặc với nước lọc. Chanh là loại quả có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể người, nhất là trong những ngày nắng nóng. Loại quả này thường có thể giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp da nếu như dùng đúng cách. Nhưng nếu chanh được sử dụng quá nhiều hoặc dùng không đúng cách, cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không đáng có với sức khỏe. Loét dạ dày. Chanh có tính axit có thể gây mất cân bằng mức axit trong dạ dày, do đó uống quá nhiều nước chanh có thể gây ra tình trạng ăn mòn hoặc gây ra các vết loét lấp lót dạ dày, dẫn đến tình trạng loét dạ dày tá tràng, gây trào ngược dạ dày thực quản. Dù có nhiều chanh cũng có thể gây nên chứng trào ngược dạ dày với các triệu chứng như ợ nóng, nôn và buồn nôn. Nguyên nhân là do hàm lượng axit trong loại trái cây này có thể làm suy yếu chức năng dạ dày thực quản, làm tăng lượng sản xuất axit trong dạ dày, dẫn đến lượng axit dư thừa di chuyển đến cổ họng, gây ra cảm giác nóng, có thể gây mất nước. Mặc dù chanh chứa hàm lượng lớn vitamin C, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, nhưng loại trái cây này cũng có thể tăng tiết nước tiểu, gián tiếp gây ra sự mất nước cho cơ thể nếu tiêu thụ với số lượng lớn, tăng nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu. Nước cốt chanh có tính axit có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, dẫn đến những cơn đau đầu thường xuyên. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đó cho thấy, sử dụng một lượng đáng kể chanh có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu. Thủ phạm là loại amino axit gọi là tyramine có trong chanh với số lượng khá lớn. Axit amin này làm cho máu dồn lên não bất ngờ và do đó gây ra chứng đau nửa đầu, tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Vỏ chanh có chứa hàm lượng oxalate khi được hấp thụ vào cơ thể. Chất này chuyển hóa thành tinh thể có thể ngăn ngừa sự hấp thu canxi, do đó dẫn đến nguy cơ hình thành sỏi thận, gây ra các vấn đề về răng miệng. Axit citric và axit ascorbic cùng với hàm lượng đường tự nhiên trong chanh có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề về răng miệng như sâu răng và ăn mòn. Để giảm thiểu nguy cơ về răng lợi, chỉ nên uống nước cốt chanh khi pha loãng với các loại dung dịch khác hoặc với nước lọc, gây ra nhiều vấn đề về đường ruột. Uống quá nhiều nước chanh tươi có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề về dạ dày. Điều này là do liều lượng vitamin C có trong chanh nhiều hơn lượng vitamin C cơ thể chúng ta có thể hấp thụ, do đó có thể dẫn đến các triệu chứng về đường ruột như tiêu chảy và buồn nôn. Nước chanh có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe,
Nó sẽ chỉ gây hại cho cơ thể bạn khi bạn không biết cách sử dụng đúng thời điểm. Sau đây, ban biên tập xin gửi đến quý vị và các bạn thời điểm tốt để uống nước chanh, biết sớm, uống sớm, sống thọ trăm tuổi. Theo tờ báo Bắc Kinh có viết, trong một lần phỏng vấn ở kênh Sức Khỏe, chị Lệ 27 tuổi chia sẻ, mình hay uống nước chanh mật ong để thải độc cơ thể mỗi ngày. Bản thân mình thì hay uống vào buổi sáng, nhưng có mấy lần mình uống lại bị đau dạ dày, quặn lên, khó chịu cực. Chồng mình thì hay uống vào sau bữa ăn sáng, vì lão bảo uống lúc này thì bụng trông rỗng mới đỡ hại dạ dày. Còn mình thì nghĩ lúc chưa ăn gì, bụng rỗng mới đào thải độc tố tốt nhất. Thế nên vợ chồng mình rất hay cãi nhau vì cái chuyện còn con này. Hôm nay mình có thể tìm hiểu được những thời điểm thích hợp để uống nước chanh mật ong rất tốt cho sức khỏe. Sau khi uống mình cảm thấy khỏe da rất nhiều, tác dụng của nó cũng rất rõ rệt, hiệu quả cao nên muốn chia sẻ lại với mọi người. Thời điểm nên uống chanh mật ong: sau bữa sáng, trưa, tối. Theo các chuyên gia, sau khi ăn xong chúng ta có thể uống một cốc nước chanh mật ong pha với nước ấm, thêm vào sợi gừng để kích thích vị giác. Uống vào thời điểm này sẽ giúp chúng ta có cảm giác no lâu và hạn chế vào bữa ăn tiếp theo. Hơn nữa, những dưỡng chất trong chanh và mật ong còn giúp cơ thể hạn chế hấp thu tinh bột, chất béo có trong thực phẩm. Do đó, uống chanh mật ong sau khi ăn sáng là cách thích hợp cho những người đang muốn thải độc, giảm cân. Sau khi thức dậy, một thời điểm nên uống chanh mật ong nữa là sau khi chúng ta thức dậy. Lúc này, dạ dày đang trống rỗng nên nếu uống nước chanh mật ong sẽ giúp cải thiện trứng táo bón và làm sạch dạ dày. Đồng thời, lượng vitamin có trong chanh và mật ong còn giúp bổ sung lượng vitamin đã mất của cơ thể, giúp chúng ta bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Tuy nhiên, vì lúc này mới là sáng sớm, bụng rỗng sau một đêm nên các mẹ chỉ nên pha một vài giọt nước cốt chanh thôi nha, để tránh hại dạ dày. Buổi tối từ 8 đến 9 giờ tối trước khi đi ngủ, các mẹ có thể uống một ly nước chanh mật ong. Thời điểm này sẽ giúp xoa dịu các dây thần kinh, khiến cho cơ thể nhẹ nhàng, gạt bỏ mọi mệt mỏi sau một ngày dài. Nhờ đó chúng ta có thể dễ dàng đi vào một giấc ngủ tốt hơn. Thời điểm này phù hợp với những người hay bị mất ngủ, phụ nữ trong thời điểm mãn kinh, tiền mãn kinh. Cách pha nước chanh mật ong: để có một cốc nước chanh mật ong thần thánh giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện tiêu hóa, các mẹ đều có thể làm như sau. Đầu tiên, các mẹ lấy một ít nước ấm, khoảng 60 độ đủ để hòa tan mật ong và khuấy đều, rồi thêm vài giọt nước cốt chanh vào. Các mẹ nhớ là không được dùng nước quá nóng vì sẽ làm phá vỡ liên kết trong mật ong và làm chanh bị đắng. Như vậy khi uống sẽ không còn có tác dụng tốt cho sức khỏe nữa. Sau khi khuấy đều thì các mẹ có thể uống. Lưu ý khi mới bắt đầu uống, ngày đầu tiên thì các mẹ nên cho vài giọt cho dạ dày bắt đầu quen, sau đó thì có thể điều chỉnh tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng không được quá nửa quả chanh vì không tốt cho dạ dày. Quý vị và các bạn thân mến, cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng thì không thể là không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng sự tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. Người có sức khỏe thì có cả trăm ngàn ước mơ. Người không có sức khỏe thì chỉ có một điều mơ ước, đó chính là sức khỏe. Để sức khỏe tốt, bạn hãy ăn nhẹ, thở thật sâu, sống có chừng mực, nuôi dưỡng niềm vui và giữ gìn những mối quan hệ trong cuộc sống. Vừa rồi, ban biên tập chương trình đã gửi tới quý vị và các bạn những cách uống nước chanh phá thận, nát gan mà chúng ta nên loại bỏ. Mong rằng ngay sau khi xem video này, bạn hãy từ bỏ những thói quen này khi uống nước chanh. Cuối cùng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào theo dõi để luôn được cập nhật những video hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.